Dạ đó, em Thú Aroa Sài Gòn kính chào anh em. Nam giới thiệu anh em một cái âm ly đề nông 880D, một cái dòng âm ly tích hợp rẻ mã DAC 18 bit ha. Optical glass LED A thì nó có chế độ LED A tự động ha. Đây thì em đã vệ sinh xong phần nắp ốc áp ở đây, rất là keng. Đây thì con này được hãng sản xuất vào năm 1989 ha. Và nó có kích thước xây ngang qua là 43,5 và cao lên là 17,5 và sâu vào là 40, nặng là 16 kg ha. Và nó có công suất tiêu thụ điện là 216W và công suất thực ra lo là 110W trên một kênh 8 ohm, rất là lớn ha. 6 ohm thì 130W và đối với 4 ohm 170W ha, rất là lớn. Thì đánh hai cầu lo AB và A cùng B, thì căng trở thì từ 4 đến 16 ohm. Thì con này thiết kế với cái mặt phay nhôm xước rất là keng ha. Thì em cũng hay chia sẻ với anh em những cái âm ly em rất thích, những cái dòng âm ly phay nhôm đen xước, những cái dòng mà keng anh em nhìn cái mặt nó rất là đã. Đây, anh em xem cái độ keng của nó ha, không lông mèo lông chuột kia hết, cực keng. Con này rất là keng ha. Đấy, thì em về được hai con nào cũng đẹp xuất sắc hết. Những cái con này em tuyển lựa rất là kỹ ha, để anh em xem tí chân ngồi hoàng phao mà nè. Chỗ này là cái dấu dơ nè, cái mặt phay đã đụng vô là không có dấu tay liền, vì em đã lau sạch nè. Đấy, để em lấy cái khăn lau luôn cho anh em. Đây, em đã lau sạch ha, mặt phay rất là keng luôn. Thành vách phía trên nè, dùng phay hết ha, thằng nút nát là không có cái gì mà điểm này để trừ cả. Cái mặt phay rất là keng, để em quay đủ sáng cho anh em xem nó cái đầu keng của nó ha, mặt phay rất là đẹp. Đấy, đây là sườn bên tay trái, tay phải em nè, đây sườn tay trái nè. Đây cái nắp nó vào hằn dấu vào đây, nó không phải là ten rỉ sét ha, nó bị giống như keo lâu năm nó lại bị ố như vậy. Đây chân dưới nè, đây là phần phía sau nè, cầu lo nè, nó in sao bằng ha. Thì thông số của nó nè 880D và con này có số ri ha 1590. Công suất tiêu thụ điện là 216W. Đây là các cầu lo vào ngõ optical. Và đây là các cầu lo vàng ôm. Cái nào vàng thì vàng, cái nào trắng thì trắng ha, trắng phao. Và vàng ôm luôn. Rồi, đây là tổng thể nội thất của nó đây. Thì nó sử dụng một cái tăng khô nè và 4 tụ lục nguồn. Đó. Và sử dụng bo này là phần bo mạch DA của nó, và sử dụng 4 socken hay vít lớn ha. Đấy, tổng thể như vậy. Phần dâm phay nè, rất là kèn. Đấy, thì đối với công suất 110W một kênh 80 ohm, đủ sức anh em chơi những cái cặp lò 25-30 là vô tư rồi ha. Sử dụng anh em vừa sử dụng nghe nhạc hát hò, gia đình thoải mái ghép hai gặp bô là chơi vô tư. Đấy, thì với cái giá những cái con này em tuyển lựa rất là kỹ, hình giá nó hơi cao hơn một tí so với những con khác ha, 13 triệu bao ship toàn quốc, giá cũng vừa phải, rất hợp lý cho những cái con đẹp như thế này cho anh em sưu tầm. Đấy, rồi thì bây giờ em sẽ gắn đóng nắp lại và em test cho anh em. Thì tất cả đã hoạt động hoàn hảo và zin nguyên bản tuyệt đối cho anh em chơi ha. Đây, tổng thể nội thất cho anh em xem lần nữa về cái độ đẹp của nó. Đấy, rất là keng. Rồi, anh em chờ trong giây lát. Dạ rồi, đây là tổng thể hình thức khi em ráp phần nắp vào. Đây, cũng quay dài chi tiết luôn cho anh em xem. Rồi, giờ chị gắn dây và em test ha. Rồi, thì em đã gắn dây kết nối vào và em test bằng cái ngõ optical ha.
đầu nắp chịch phía trên vẫn còn. Đấy. Còn đó. Đấy thì em đang test cái nguồn nhạc từ cộng dây quang Optico nè, từ TV xuống cho anh em ha. Thì con này nó có DA giải mã là 18 bit. À. Và ngoài kia vẫn mưa rơi, tình chưa thành lời. Mà lăng ha. Đối với chất âm của những cái dòng đệ nông nè, cho âm rất là mạnh mẽ và rất là uy lực ha. Và đặc biệt những cái dòng mà có DA thì thường két nó rất là tơi và mít thì rất là dày ha. Đấy, thì những cái dòng này nó nổi trội hơn những cái dòng âm ly mặt vàng chút xíu, là nó không bị khô tiếng so với những cái dòng mặt vàng. Đây là những cái dòng mà nó có chạy clutch A tự động. À, thí dụ như anh em nhận volume từ 9 giờ đổ xuống thì nó sẽ bật chế độ LED A. Nên nhận volume hơn 9 giờ chút xíu nữa nó tự chạy qua cái LED AB ha. Đấy. Rồi. Thì cũng xin kết thúc clip ha, và giá là 13.500 cho con âm ly 89 em xin lỗi 880D đẹp keng. Rồi, em xin kính chào anh em. Chỗ này mà một ngày đầu tuần làm việc thật là vui vẻ. Rồi, em xin kính chào.